bên mình là đã có cái sản phẩm nào khác ngoài chiếc xe này chưa, hay đây là chiếc xe đầu tiên? Chiếc này là bản nguyên mẫu đầu tiên của tụi em. Nguyên mẫu đầu tiên. Dạ, chiếc nguyên mẫu đầu tiên luôn đó. Thì tụi em cả tụi em có đánh số ở đây luôn nè. Border Edition là 1/50. À, là 50 xe... bản giới hạn đầu tiên. Dạ đúng rồi. Và đây là chiếc xe thứ nhất đầu tiên luôn. Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại Việt Nam Motor Show ở trong một gian hàng của một thương hiệu mô tô điện của Việt Nam có tên là Muen Moto NIS. Họ đang trưng bày một chiếc xe rất rất đẹp và ở clip này muốn chia sẻ tới mọi người chiếc xe đó nó như thế nào. Đây, xin giới thiệu tới các bạn. Đây chính là chiếc xe mà ai đi qua khu vực này cũng đều phải dừng lại và chiêm ngưỡng nó. Chào bạn. Chào bạn. Bạn có thể cho mình hỏi một chút cái thông tin về cái xe này được không? Dạ. Cái xe này của mình là hoàn toàn bằng điện. Dạ đúng rồi, xe mô tô điện. Nhưng mà xuất xứ thì như thế nào? Cái sản phẩm của bên em là từ sản phẩm con người đến công ty tất cả là Việt Nam hết. Hoàn toàn là Việt Nam. Hoàn toàn Việt Nam hết. Giá bán của một chiếc xe như thế này thì nó sẽ dao động khoảng bao nhiêu tiền? Cái phiên bản mà anh đang thấy ở đây ngay lúc này thì cái chiếc này giá niêm yết là 220 triệu. 220 triệu. Dạ đúng rồi, chưa bao gồm phí lăn bánh. Chưa bao gồm. Dạ đó. Cái lý do nào khiến chiếc xe này nó có mức giá như vậy? Có phải chỉ vì cái ngoại hình nó như thế này không? Thứ nhất là cái ngoại hình, tất cả những cái mà tụi em đang hướng tới là công suất của cái xe này, hiệu công suất sẽ cao, hiệu năng nó sẽ ngang với những cái chiếc mà xe xăng đi ha, là sẽ cỡ 300-400 phân khối, nhưng mà cái ngoại hình của nó sẽ từ 600 phân khối trở lên đó, kiểu vậy. Thì nó sẽ đi kèm với những cái trang thiết bị phụ kiện cao cấp. Mình nhìn thấy ở đây là toàn những chơi đồ hiệu thôi. Dạ, Cullin này, phanh Brembo này, xong thì những cái liên quan tới phần hoàn thiện. Dạ. Cực kỳ là nét. Cảm ơn anh. Nhưng mà bên mình là đã có cái sản phẩm nào khác ngoài chiếc xe này chưa, hay đây là chiếc xe đầu tiên? Chiếc này là bản nguyên mẫu đầu tiên của tụi em. Nguyên mẫu đầu tiên. Dạ, chiếc nguyên mẫu đầu tiên luôn đó. Thì tụi em cả tụi em có đánh số ở đây luôn nè. Border Edition là 1/50. À, là tức chiếc 50 xe... bản giới hạn đầu tiên. Dạ đúng rồi. Và đây là chiếc xe thứ nhất đầu tiên luôn. Chiếc xe này thực ra là nhìn ở phía cầm qua bên ngoài thì rất là đẹp. Trông nó sẽ giống một mẫu xe phân khối lớn. Dạ, cảm ơn cực anh. Kỳ đẹp. Dạ. Và cái kiểu naked này thì đúng là kiểu anh em mà kiểu mặc quần áo ngầu thứ là đi rất là hợp. Thế các em về các cái trang bị liên quan tới phần sức mạnh thì nó như thế nào? Thứ nhất là cái động cơ của tụi em là công suất đỉnh của nó sẽ là 24 kW. 24 kg. Thì nó sẽ tương đương với 32 mã lực. Còn ví dụ như về cái moment xoắn đi, tụi em đang đo ở tại lõi của động cơ, nó đang là 190, chưa tải, bánh đứng 190 Nm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó thì cái câu chuyện là khi mà mình có tải và mình bánh lăn trên đường này kia nọ thì nó sẽ có hao hụt đi. Đó thì bao nhiêu đó. Như vậy thì khối pin của nó thì nếu như mà một lần mà mình sạc đầy, mình có thể nếu mà đi tốc độ gọi là an toàn đi 50 km/h thì nó có thể đi được gần 250 cây. Gần 250 cây cho dạ, một lần sạc đầy. Dạ đúng rồi. Sạc sẽ mất được bao lâu? Nếu mà anh sạc điện nhà, anh chạy cái xe về nhà xong mà anh cắm vô phích điện nhà anh sạc từ 0 tới 100, nó cỡ 4 tiếng rưỡi, hơn 4 tiếng. Nó cũng sẽ giống như mẫu xe điện bình thường. Dạ đúng rồi. Cái pin con này là bao nhiêu công suất? Công suất nó là 8 kWh. Và dung lượng nó sẽ là cỡ 110 Ah. Kiểu vậy. Đó thì thường cái giống như gọi là cái cách mà người ta dùng thường là ta không có xả hết người ta mới sạc. Mà là 20-30% người ta đã cắm vô ta sạc rồi. Thì ví dụ như từ 20-30% mà lên 80-100% thì nó sẽ ngắn hơn 2-3 tiếng gì đó. Kiểu vậy, 2-3 tiếng gì đó. Ok, mình cảm ơn nhé, để mình sẽ tiếp tục tìm hiểu chiếc xe này. Cảm ơn. Các bạn gần gần ở đây để chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái phần đầu đấy đi. Thực sự đây là một chiếc xe rất đẹp các bạn ạ. Và mình bị bất ngờ ở cái chỗ là đây là một cái thương hiệu của Việt Nam cũng mới thôi. Đây là sản phẩm đầu tiên luôn mà họ tạo ra một cái chiếc xe có thể nói là thứ nhất là đẹp nhá. Cái thứ hai là nó rất là có cái độ hoàn thiện rất cao, phải nói là như vậy. Độ hoàn thiện từ những cái chi tiết CNC, các cái phần khung thép cho tới các chi tiết nhựa, nó cho thấy cái sự tử tế, mình phải nói từ như vậy, tử tế. Và thực sự đây là một cái chiếc xe nó có một cái phần phong cách, cái giá trị phong cách rất là nhiều. Các bạn nhìn cái hệ thống đèn này, thực sự là điệu đúng không ạ? Một tinh cầu ở trong và bốn cái giải định vị ở trên và dưới, trên một cái vòng chóa đèn tròn cực kỳ đẹp, xi nhan đặt hai bên này. Thực sự chiếc xe này nó ngầu quá mọi người ạ, nó ngầu. Và như bạn ấy có vừa chia sẻ ấy, thì đây là một chiếc xe máy điện nhưng mà có cái phần công suất rất là lớn,
32 mã lực và tới 180 Nm mô men xoắn, tức là nó không hề bình thường một chút nào cả. Và theo thông tin mà mình biết được thì tổng cái trọng lượng của chiếc xe này nó rơi vào khoảng 170 cân đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. Khoảng 170 cân. Nặng đấy, 170 cân với một chiếc xe điện là nặng đấy. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà anh có cái phép so sánh ngang á nha, thì ví dụ như cái đó là trọng lượng trung bình của những cái xe mô tô từ 3 tới 4 dòng phân khối. Đúng rồi. Kiểu vậy. Dù SH300i thì nó chỉ rơi vào khoảng 140 thôi. Dạ. 170 là nặng đấy. À, nó là xe tay ga. Ví dụ SH300i đâu có phụ tùng xe đào. Nhiên, không nói về các trang bị con này rất là xịn rồi. Đấy, các bạn nhìn vào những cái chi tiết liên quan tới phần khung và mối hàn này. Xịn thật đấy. Con này là sẽ dùng phanh là Brembo và fork là Olin. Nói chung là size thì toàn size đồ hiệu thôi, nên là giá của nó cao thì cũng có cơ sở, có cơ sở. Đây, đây là phần màn hình này. Chúng ta sẽ có một cái đồng hồ công tơ mét là dạng LCD có màu. Đúng rồi, có màu. Đây, các cái phím vung tắc cũng làm rất là đẹp nhé. Tất nhiên là nó chưa thể đạt đến mức sắc sảo, nhưng mà với một cái sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu thì như thế này là nét. Được. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà anh em sẽ cắm sạc. Cái này, bạn ơi, cái này mở của gì nhỉ? À, đây. À, rồi rồi, ui, quả chìa khóa trông nó cũng khủng khoảng quá nhỉ. Đây là nơi mình để sạc và cắm sạc. Đúng rồi, Đây, cái quả pin nó nằm ở dưới. Quả pin rất to, được bao bọc bởi một cái phần khung thép. Hai cái bách pin. Chiếc xe này sẽ có hai cái bách pin. Đây, xử lý của mình nhé. Mình sẽ đóng cái này trước. Rồi, rồi, hơi ngược một tí. Đây, mình sẽ có cái viên pin để đặt ở dưới này. Cái bách pin trong này. Và sẽ được bao bởi một cái phần khung kim loại rất là chắc chắn. Tất nhiên là cái pin này nó vẫn sẽ có cái chuẩn chống nước là IP67. Thực sự là đẹp. Đây, các bạn nhìn cái phía sau này. Quả lốp mà chiếc xe này sử dụng ở phía sau là 180-55 17, mâm 17 là trên và dưới mâm đúc hết nhá. Và quả lốp này rất to luôn. Quả lốp là bình thường anh em cũng chỉ thấy ở trên những cái xe kiểu dạng phân khối lớn, mà cái dáng kiểu naked mà cũng cỡ trung trở lên ấy, thì mới thấy cái quả lốp to như thế này. Đây. Thực sự đẹp nhờ. Con này dáng kiểu dáng naked đấy. Đẹp, motor đặt trong kìa. ABS 2 kênh nhá, ABS 2 kênh đầy đủ này. Ờ, 2m 2 kênh này. Đẹp quá các bạn ạ. Thực sự là đẹp. Ờ, nó có cả những cái liên quan tới phần kết nối điện thoại định vị này kia. Sự ấn tượng. Tất nhiên là với những cái xe như này thì chúng ta sẽ không có cốp đâu. Nên là nếu mà anh em có đi thì phải đeo ba lô, chứ nó sẽ không có cốp. Này, cũng có cả những cái phần chống đổ các thứ đầy đủ nhá. Đấy. Chiếc xe này chính xác tên gọi nó là gì bạn nhỉ? N1S anh. N1S. À rồi. Còn thương hiệu của mình thì là Muen Moto. À rồi, N1S. Thật sự đẹp đấy. 220 triệu. Full combo cho chiếc xe này. À, một chiếc xe mô tô điện công suất lớn 32 mã lực. À, nặng khoảng 170 cân và mang rất là nhiều những cái đồ hiệu kết hợp với cả những cái hình ảnh về mặt phong cách như thế này. Thì các bạn thấy sao về chiếc xe này hãy comment ở bên dưới nhá. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Đây là chiếc N1S của Nuen Moto.